Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người. Hôm nay 29 Tết này, bà xã Đức Tính chuẩn bị nấu cho chú Bài chú Năm một nồi thịt ăn Tết quý vị. Một nồi thịt bữa nay nấu nồi thịt nhiều, em thấy nhiều hơn một khi không? Nhiều, em mua thịt không 300 ngàn nữa đấy. Thịt không 300 ngàn hả? Ừ, cho mấy ông ăn Tết. Vậy là cái nồi này hết nhiêu tiền? Chắc cả 400 ngàn. Trứng, rồi đậu hũ rồi này kia. Ồ, chuẩn bị để chỗ đó sai đó hả? Nhóc tỏi vậy đó hả? Ủa nhiều dữ vậy đó hả? Một lần nấu là tỏi dữ vậy hả? Tính nó ít chứ, còn chứ thơm quá trời. Nước dừa, nó hai bịch nước dừa. Ờ, hai bịch dừa hả? Quá trời. Dừa tươi, tại kho nhiều nó mua hai bịch, bình thường thì mua 1 bịch. Bữa nay gom lại cho mấy người tặng hay không, chắc cũng có. Đợi cho Tết này cũng đã đỡ được nhiều quà hơn bình thường. Rồi để anh em nấu xong cái đây anh đi công chuyện về cái anh đem qua gom mấy cái phần quà kia cho ông ăn Tết luôn. Để em bỏ là em nên bác lên đây để nhà cho con nó coi chứ. Rồi dặn nó nghe thôi, con bỏ nó bỏ bánh à. Rồi còn tranh thủ đi bán nữa, Tết nhất mà. Còn mấy ngàn cuối. Lâu nữa không? Thì bỏ lên kho thường ngày thì phải đợi ướp cho nó thấm, nhưng mà nay tranh thủ không có thể thấm, thời gian được đó, bắt lên đi xuống thăm trọng nhân cái này, rồi đầu con trai hả, bắt đầu về làm gì làm tiếp, về dọn nhà nó thật ưu Tết ngán cái nước dọn nhà quá trời. Thế mình sập nó làm đi, mình sập biết làm không ta? Làm thì được rồi đó, mà chắc không làm đâu. Cái này ở dưới đang đi nhậu chứ. Gài dưới rồi thôi. Nói gì ra cái buồn ghê. Ba cái tiền theo nào nẹo gửi giữ dùm không được. Buông ra cái sạch không còn cắt. Nó khờ, nhưng mà nó giống như nó cũng ham chơi. Ở nhà là y ta ham chơi nhất nhà đó, thấy không? Thịt kho ngon. Mới bỏ đậu hũ vô. Đậu hũ vô cho thấm đậu hũ xíu nữa người tắt bếp được không gì? Thơm quá. Sao mới bỏ nè? Vậy chút xíu còn tắt người ta ăn. Nhớ tắt nghe. Không tắt là tiêu luôn nghe. Ừ, cho đi xuống trọng nhân. Chú Năm, trời ơi ngủ vậy? Ngủ hả? Tết thì ngủ hả chú? Chú Ba. Đây là thịt hoành tráng ngày Tết đây. Rồi thịt chà bá lửa luôn. Nồi thịt này bự hơn nồi thịt bình thường lắm nha. Thịt rất là to luôn. Làm. Thịt rất là to. Nồi thịt này to hơn nồi thịt bình thường. Đó. Rồi chú cho con cái nồi đi. Con xớt ra chứ để Tết nhất con có nấu nướng gì cũng nấu. Chứ thôi Tết không có gì nấu à. Hãy chú Tết nhất sao rồi? Chú Ba. Tết nhất sao có gì không? Có hả? Tết nhất có tiền Tết chưa? Chưa hả? Tết nhất không có tiền Tết hả? Ở nhà hoài hả? Hôm nay không có đi bán số hả chú? Bán số được chưa? Bán số được chưa? Chưa luôn hả? Rồi sao có tiền Tết đây? Không bán số sao có tiền Tết đây? Ở không hả? Đi đây để đâu chứ, để đây đổ sao? Để đại đất này. Không, để đất của nó để đây đi. Con đổ cho nhanh. Tại vì hôm nay con có được camera trên thành phố về quay nè. Chết mò. Cái này Tết chắc nó văng quá chú nào. Trời đó thôi. Lấy cái cho con cái giá đi, tất cũng từ thôi, nó phạch xuống cái dằn luôn. Từ từ nha. Nghiêng cái nồi đó qua một con đi, nghiêng qua đây. Đó. Rồi, xin chút. Rồi, ăn qua Tết luôn. Cái nồi thịt này dữ lắm. Dữ quá à. Mấy ký thịt sáng giờ nó quên này. Rồi. Nó là Tết này. Dạ, đem bánh cửa luôn. 9:30 Tết rồi. Dạ. Rồi sao hai chú có Tết nhất gì chưa? Chưa. Dạ. Vậy đó. Chưa hả? Chưa. Nghe coi nè, có gì đâu. Không có gì đâu chứ hả? Trời ơi. Trời ơi.
được cái gì nè, ai tặng gì nè? Hộp trà hả? Cháu vô trà yếm hả? Cháu của Năm hả? Cho trời. Dạ, hôm nay chú Ba có đi bán số không? Bệnh biết bán được không hả? Chắc rồi, cái trứng rồi, một trứng bỏ ra rồi phải không? Rồi, rồi, trứng bàn à. Dạ. Rồi. Tết này có được tiền Tết gì không chú? Có được tiền Tết gì không? Không bán số được rồi sao? Không bán số được rồi sao? Có tiền Tết không? Sao chú Ba? Mong cháu chở về luôn. Mất mờ quá, biết bán được quá. Dạ. Mất bị mờ rồi. Bị mờ, mất bị mờ quá. Đi không được rồi. Dạ. Đây là hoàn cảnh hai ông cụ neo đơn quê Bến Tre, hai anh em ruột lên đây ở trong một căn nhà đậu đất đậu. Dạ. Thì bây giờ chú Năm chú Ba già yếu trơn rồi, chú Ba thì còn đi bán vé số kiếm sống mà ông ngày cũng bệnh hoài điện được hả chú Ba? Dạ. Tết nhất thì về rồi có gạo có đồ ăn đầy đủ chưa? Có gạo đồ ăn. Có gạo hen. Đồ ăn là có được gì? Đồ ăn là có được gì rồi? Có không? Không có gì chứ hả? Sao lại có? Có được cái mướp đó hả? Ông bệnh rồi tôi hả? Bệnh là hả bé. Trời. Bệnh, bệnh suốt mà. Bệnh mệt hoài. Hôm nay uống thuốc hoài hả chú? Tôi uống thuốc. Trời. Chết rồi nãy quên sách chứ hoài vô. Thì hôm nay mấy ngày Tết hen. Có chị Thí nè. Chị Thí thành phố Hồ Chí Minh gửi tiền lì xì cho hai chú nhà Tết. Cái nồi thịt này thì cũng vẫn là của Lily, nấu từ trước giờ mà nồi thịt này bữa nay tăng cường số lượng nhiều lên thôi. Dạ. Rồi chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh thì gửi cho hai chú 1 triệu là người 500 ngàn cho Tết. Dạ. Chi tiêu thì 2, 4, 6, 8, 10. Đây con gửi hai chú. Cảm ơn triệu. Ba. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Trời ơi, bữa nay được tiếng nhiều nữa. Rồi con đi ra ngoài con lấy con bịch quà nữa, quên rồi. Bịch quà nữa. Còn tiếng cảm ơn nhiều nữa. Năm nay là chắc nhiêu quà đây là hai ông ăn Tết lớn nha. Hôm nay con phần quà của chị hai con nữa. Đó. Nước mắm nước tương, đường bột ngọt, dưa mắm, mắm hú, thuốc, khúc, bắp cải, trà đường, ổ máy. Nó chơi thôi chứ nước mắm nước tương nè, bột ngọt đường nè, mì nè, hủ tiếu, phở gì đó. 5 bịch phở với 10 bịch hủ tiếu, 1 bịch bánh. Có bịch bánh này ăn Tết nè. Nè, bánh nè. Bánh. Còn lại là đường bột ngọt nha. Bánh được á. Bánh thì ăn được á. Tương bắp. Rồi vậy như anh ăn Tết được chưa chú? Được ha. Hiểu rồi. Dạ. Bữa nay trong nhà chỉ được là có cháo gì đó là tặng được cái đó thôi đó ha. Còn cháu ngoài ra cũng không có gì luôn. Dạ. Cháo cũng làm ha. Đừng có. Rồi cất tiền cho kỹ nha. Dạ. Tết nha. Dạ, kỹ. Dạ. Kỹ nha. Rồi dạ. Hai con xin phép về. Chúc chú năm mới hai chú là nhiều sức khỏe. Dạ, rồi năm mới khỏe nhiều khỏe rồi bắt đầu đi bán vé số rồi sống tiếp. Dạ, Tết luôn đó. Dạ. Ấy vậy ha. Dạ. Rồi con về. Dạ, dạ hai chú. Dạ. 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 Rồi. Hai con đi ăn chứ đói quá. Kính cũng thay mặt hai ông cụ xin chân thành cảm ơn đến chị Thí thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho hai ông cụ 1 triệu đến Tết, rồi cũng như cảm ơn chị Hai tặng cho hai ông cụ một bọc nhu yếu phẩm mì gì này kia cho hai ông ăn Tết. Rồi xin chúc cho chị Thí cũng như là chị Hai gia đình vừa là sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin trân trọng kính chào thưa quý vị.